tay là gà rán ra rất ngon rồi, mà bây giờ có thêm cái nước mắm nữa, có đậm đà, nó ngon kinh khủng luôn. Cái mùi nước mắm nó đậm đà, nó mặn mặn ngọt ngọt thôi. Mình là Trí Mạch, chắc là các bạn đang thắc mắc là tại sao mình đủ can đảm để làm được những việc như vậy đúng không? Lý do đơn giản lắm, một thứ tình cảm rất là đặc biệt của tụi mình dành cho gà nước mắm. Mà mình không nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều người. Chị đã quyết định bất chấp hết tất cả để hồi sinh gà nước mắm. Bên cạnh đó cũng có những người ném đá mình, chửi mình. Vì Chí biết là Chí không thể bỏ cuộc lúc này được,